Xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu cho anh em con âm ly mới về. Con âm ly này là San Sui AU Alpha 507XR. Hôm nay em giới thiệu cho anh em xem con này mới về, màu vàng gôn nhá. Con này mặt mũi còn rất đẹp. Trên này thì nó có một ít râm ở góc này, râm ở góc cạnh này. Còn cái mặt đằng trước thì còn rất đẹp. Con âm ly 507XR này thì công suất của nó là 160W, oánh rất lực, chạy 4 sò than, oánh rất lực. Em giới thiệu qua cho anh em về các cái chức năng của con âm ly này nhé. Đây là nút nguồn này, power nút nguồn. Đây là cổng phone, cắm jack phone. Còn đây là đây đánh được hai cầu A và cầu B. Đây, anh em có thể đánh cầu A thì là ấn vào đây, và đánh cầu B thì ấn vào đây, thì đánh cả hai cầu cũng được. Ví dụ như thích đánh cầu B thì em nhả ra đấy, thì không thì ấn vào là cầu A, đánh mỗi cầu A thôi. Còn nút này là nút bát. Đây cho anh em xem, nút này nút bát. Đây là chép. Đây là volume. Con này công suất nó cũng là tương đối khỏe đây, đây. Đây là nút ba lăng tách vế. Đấy, tách vế. Đấy. Còn nút này là nút direct. Nút direct thì nó off và on. Thì anh em thường thường là tắt cái nút này đi để chỉnh các cái âm sắc bass chép đây. Nhưng mà nếu mà nút direct đây, nút direct đây chuyển sang đây, có nghĩa là các mạch âm sắc này sẽ không có tác dụng nữa, và chỉ có sử dụng qua mặt đánh thẳng của các cầu vào thì là cái đấy sẽ tự động đánh thẳng. Chất lượng âm thanh như thế nào nó sẽ qua này và không có chỉnh được bát tép ở đây. Đây, kể cả bát tép đây đấy. Đấy thì chuyển sang đây thì là chỉnh đây. Riêng con này thì đặc biệt hơn nữa là có nút chỉnh được tăng tiếng bát lên cường độ rất cao, tiếng trầm rất cao này. Ở đây là lo nớt là nó có thể có hai nấc. Đây anh em nghe thử nha. Đấy, cái tiếng này đây nấc 1 và chuyển sang nấc 2 nữa. Nên là tiếng nó rất là tiếng bass. Nếu mà anh em mà oánh thích tiếng bass trầm sâu thì sẽ có nấc 1, nấc 2. Và sang bên này nữa là nốt bo nốt thì là tiếng còn bát còn trầm hơn nữa. Đấy, nghĩa là nó cắt tần được cái tần chung ấy để tạo ra tiếng bát nó sẽ nặng hơn. Đấy. Đấy. Nghĩa là cái tiếng chép sẽ giảm đi rất nhiều và thì nặng thì tiếng bát nó cũng có nấc 1 và nấc 2. Đấy. Đây là nút của đường phono, đường đĩa than. Và đây là các cái cổng đường vào CD, tuner, phono, linear, tép B1 và tép B2 là các cái cổng để vào ở đằng sau. Còn đây chỗ này thì là các cái chức năng để thu thì mình không quan tâm đến. Yeah.
Con này thì em sẽ báo giá công khai. Cái con này thì cũng rất là đẹp, màu vàng gôn rất đẹp. Có cái là có bị cái râm ở đây thôi, chứ còn là về trưng bày và tiếng âm sắc rất hay. Anh em mà quan tâm đến thì sẽ liên hệ với em, và giá thì em sẽ để công khai. Nhà dồn tiếng ca.